thấy cái trên bầu trời thấy cái màn trắng trắng mờ và có cái mùi như là ổ chín vậy đó. Rải xong một khoảng chừng 5 phút sau là cái cây cỏ xung quanh đó đều từ từ nó héo, thì đá nó co queo lại nó rủ xuống. Cây to là cây to đang có trái nên nó cũng cái loại nào mà cái mũ trắng thì nó cũng bị chết héo lá rồi từ từ nó chết đi. Mà thấy cái ao cá trước nhà tôi, chỗ tôi đang ở thì là từ từ cá nó nổi lên nó chết, cũng thấy nó mới vừa chết xong rồi mình cũng cần thiết mình đem đi ăn, thấy tiếc với đem vô ăn. Rồi hàng ngày thì thường cũng cũng thỉnh thoảng là cũng bắt cá bắt ốc với chỗ mình ở đó. Sau đó khoảng chừng 1-2 giờ sau rồi người nó thấy cảm hơi hơi nóng nóng, mình cứ nghĩ là mình ra như là mình ra đi ra ngoài nắng thì nắng này thôi chứ không có tới mức độ như là cảm sốt, cho nên xong uống thuốc. Tôi bây giờ thường xuyên là cái đầu nó cái hai lăn lăn nó nặng nặng và thường hay quên nữa à. Rồi cái gì vậy mà hít thở là nó thường hay là người khó thở, thỉnh thoảng là nó ở đây tim đây này đập mạnh lên một ngày khoảng chừng đôi ba lần vậy đó. Hôm nay trường hợp như vậy là nó khoảng cỡ 2-3 tháng rồi, cứ thỉnh thoảng 1-2 ngày nè như vậy đó. Trong một ngày đó thường thường trời nắng nắng tí nữa nên càng nắng thì nó càng mệt nhiều, thở nặng ngực. Cái sự đi đứng thì là nó thẳng hai cái đầu gối tôi nó đau, rồi mình thậm chí là các khớp nó đều là đau hết. Ngoài da thì chỉ có hai cái cánh tay này nè, cánh tay này nó cứ ngứa ngứa vài thì đã ngứa. Cái mặt da này cái nhám nhúi như là có cát nó rớt xuống nó đổi cái màu như thế này. Trong chiến tranh thì phải có người thắng người thua rồi về chiến tranh, nhưng mà về cái việc mà chẳng thà đánh đánh nhau ở ngoài chiến trận, còn cái này là nghĩ nó dùng cái này là đó, cái thuốc này là quá độc hại, quá tàn ác.